Sàn giao dịch bất động sản Nam Phát xin trân trọng giới thiệu dự án Donaric do Công ty Cổ phần Miền Đông Đầu tư Hạ tầng làm chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản Nam Phát phân phối độc quyền. Dự án Donaric đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 số 3628 trên QĐ-UBND. Dự án Donaric rộng 45,3 hectare, tọa lạc tại trung tâm của khu đô thị mới Thạnh Phú.